đang xin chào các bạn. Sau đây đang xin hướng dẫn các bạn cách trang trí hoặc là vào bát, vào khuyên cần ba khúc hai khúc. Đang trang trí phối chỉ kiểu khác, không viền hai cạnh nữa, viền một cạnh và xen kẽ chỉ đen và chỉ trang trí ở giữa. Sẽ trang trí như thế này các bạn. Rồi, hướng dẫn các bạn là quấn quen như này. Trước tiên các bạn cắt một đoạn dây trang trí, dây kim tuyến. Dây trí kim tuyến. Bạn cắt tầm khoảng 40 cm. Bạn ứng chừng làm sao hai bên nó cân nhau được, nhưng mà thường cân nhau rồi bạn đặt chỉ đen trước, chỉ đen đè lên chỉ trang trí đây, bạn để chỉ trang trí đây các bạn, là đè sao cho vừa quấn ở viền và vừa quấn trang trí ở giữa, để chia tầm. Các bạn chia ra, 40 các bạn chia làm 20-20 hoặc là hơn cho nhau ở bên ngoài viền thì chỉ tầm 4 vòng thì viền thường là ít hơn, 15-25 gì đấy. Đó, bạn đặt chỉ quấn chỉ chết ạ. Tiếp đến các bạn đặt chỉ để rút chỉ trang trí, lật đầu để rút chỉ trang trí. Các bạn nào dùng chỉ đen cũng được, vẫn là chỉ đen, hiện tại đang dùng chỉ đen lật luôn. Rồi thì bạn là giữ chặt dây này để nó giữ dây đã, rồi bạn chỉnh. Quay. Xoay tầm 3 đến 4 vòng thì bạn có thể bỏ tay ra được. Thì cái phôi cần này nó trơn. Hải Đăng đang dựng cái phôi spin OSC. Nó hơi hẹp tí, các bạn đẩy ra mấy vòng này các bạn đẩy dễ hơn. Tăng độ sáng tí cho bạn nhìn nó dễ. Rồi, chỉnh cân rồi các bạn nào. Rồi cắt chỉ thừa đi đã, nhìn cho nó rõ ràng sạch sẽ. Đây là chỉ thừa, bạn rút lại căng ngay, rút căng vào, rút thật căng vào, cắt chỉ thừa. Rồi đồng thời các bạn cuốn luôn chỉ viền bên ngoài cùng, cuốn từ 3 đến 4 vòng các bạn. Các bạn cuốn thì các bạn cũng chỉnh luôn.
nồn vào. Nồi nó dây rút, đầu dây rút đấy. Tay bạn đừng bỏ ra, phải giữ cho nó tuột. Rút ra. Cắt chỉ thừa đi. Rồi. Rồi, quấn thêm mấy vòng nữa là các bạn là quẩn. Bạn nhìn sao hai bên tương đối cân nhau. Đấy. Nhìn cái viền này, cái viền này đối cân nhau. Đấy. Rồi, tương đối cũng cân cân rồi, các bạn nó bắt đầu phối chỉ trang trí. Ba. Rồi nó vào. Đoạn luồn dây sang. Để dây đè vào. Xong rồi này, để ngược lại, các bạn giữ tay này, đừng để nó bật lại. Rồi. Rồi bạn quay trên. Ôi, cái này rất đẹp bạn. Kiểu mới. Nâng cấp dần. Cắt chỉ thừa.
Đấy, nhìn nó cũng tương đối cân nhau. Đấy. Đen vàng. Đấy. Rất đẹp. Đấy. Rất tương đối cân nhau. Đấy. Thì những ánh sáng các bạn nhìn nó dễ. Hải Đăng Fixing đã hướng dẫn các bạn cuốn chỉ trang trí khuyên cần 2 khúc 3 khúc. Hải Đăng Fixing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fixing.